À, thưa sư phụ, luật nhân quả của nhà Phật và thuyết định mệnh có liên hệ với nhau như thế nào? Tại sao có câu nhất ẩm nhất trác giai cho tiền định? Thì cũng như trong Kinh Thiên Chúa nói là một sợi tóc rụng trên đầu cũng là do thánh ý Chúa định nha. Có nghĩa là những cái gì mà mình được trong cõi đời này hoặc là xảy ra cho mình cũng đều do tiền định định mệnh cả. Nhân quả và thuyết định mệnh phải không? Cũng giống giống nhau thôi. Chứ có nhân thì có quả. Ví dụ như đời trước mình làm những cái điều gì đó thì đời này mình phải gặt hái, hoặc là đời sau nữa mình sẽ gặt hái những cái thành quả đó đến với mình. Cho nên Khổng Tử mới biểu rằng cái gì mình không muốn người ta làm cho mình thì không nên làm cho người ta. Đặng tránh cái quả, mình tránh cái nhân trước khi đừng có tránh cái quả, phải không? Chứ cũng như hôm nay có cái đài truyền truyền thanh đó, họ phỏng vấn sư phụ đó, họ hỏi theo cái quan niệm của cô thì không nên đánh nhau phải không? Sư phụ mới nói rằng mình nên tránh cái nhân chứ không có tránh cái quả. Bây giờ nó đã kết quả rồi, bây giờ tránh không kịp rồi. Sau này muốn tránh thì phải tránh cái nhân. Cái sự gì mà làm cho chiến tranh đó mình phải tránh trước, chứ không phải mà đợi tới chừng nó đã hết thuốc chữa rồi mình phải dùng chiến tranh rồi mình hỏi có nên đánh hay không nên đánh nữa. Chừng đó không còn cái sự chọn lựa nữa rồi. Thí dụ tại sao mà đánh nhau, tại sao mà thế giới đánh nhau? Sư phụ nói rằng tại vì mọi người đều không tu hành, không có trí huệ. Không biết cách tổ chức cái trong cái đời sống này làm cho nó tươi đẹp hơn lên. Không biết ăn chay, đặng cho làm tiêu hao rất nhiều tài sản của thiên nhiên. Thí dụ như cái vị mà đồng tu ở Canada, ông nói rằng một cái thống kê cho biết á, là những người ở Bắc Mỹ á, mà nếu mà tất cả mọi người đều ăn chay một tuần một lần thôi á, thì một năm mình có thể để dành ra, mình có thể dưỡng nuôi tới 60 triệu người trên thế giới. Thí dụ như muốn nuôi một con bò nó lớn tốn bao nhiêu là thực phẩm, tốn bao nhiêu là cái mảnh đất để mà trồng trọt đó. Tại vì nuôi bò rồi cái trồng cái đất nó trồng trọt không được nữa, rồi nó tốn biết bao nhiêu là thời gian, tốn bao nhiêu là thuốc men cho nó, rồi nước non nữa, có nhiều chỗ rất là thiếu nước tại bò nó xài nhiều nước quá. Đấy. Xài nhiều nước đâu mà tưới cỏ này kia đó, và rửa ráy cho bò đó, và những cái thuốc trụ sinh này, này kia, tốn trời biết bao nhiêu là thuốc men vô cùng có một con bò. Bằng con bò ăn chừng mấy chục người, 100 người hết liền một ngày thôi. Nhưng mà phải nuôi dưỡng nó biết bao nhiêu là thực phẩm nó mới lớn tới mức đó. Bao nhiêu là thuốc men, bao nhiêu là công lao, bao nhiêu là sự chuyên chở. Nhiều khi cái xe buýt không có đủ cho người đi mà những cái xe của bò thì nhiều lắm, xe chở bò thì nhiều lắm. Thành ra họ mới nói như vậy đó. Cho nên sư phụ nghĩ rằng muốn tránh cái chiến tranh không phải bây giờ ngồi đó mà nói nên đánh hay không nên đánh nữa, mà phải tránh cái nhân của chiến tranh. Và phải đừng có làm cho thế giới này đói khổ. Phải hợp tác lẫn nhau, thương yêu, phải hy sinh những cái khẩu vị của mình để mà nuôi dưỡng anh em đồng loại, chứ không phải nói là nước Mỹ nuôi nước Mỹ rồi nước Anh nuôi nước Anh. Dân nào cũng như dân nào thôi. Tại sao tất cả thế giới này đều là thuộc về Thượng Đế chứ đâu phải thuộc về nước nào và nước nào. Cho nên sư phụ nói rằng tránh cái nhân chứ không, bây giờ không có nói chuyện cái quả nữa. Sư phụ nói rằng phải tránh cái điều mà nó xảy ra trước kia kìa, chứ không phải bây giờ nó xảy ra rồi mới hỏi, mới đợi nó gần xảy ra rồi mới nói. Đã trồng cái cây cam xuống rồi, bây giờ nó không nở trái cam ra thì nó nở cái trái gì? Nó đã nở kết hoa nở quả rồi còn hỏi bây giờ có nên chấp nhận cái cây cam này hay không? Chấp nhận không chấp nhận thì nó cũng đã tồn tại rồi, nó cũng đã khai hoa kết quả ra rồi.